6 thăng là cái mã đèn sử dụng chóa là 8 cm chống nước anh em nhé. Con này toàn bộ thân vỏ là nhựa ABS, họa tiết là vân carbon, nó nhìn rất là đẹp và rất là hiện đại anh em ạ. Đây là dòng 6 thăng mà được trang bị là hai quả pin, dòng pin trên trán anh em nhé. Chân sạc của đèn sử dụng là chân sạc Type C này. Công tắc đôi, toàn bộ chân cắm sạc và công tắc thì bọc silicone chống nước cho anh em. Anh em đi mưa đi bão thoải mái anh em nhé. Rồi ánh sáng thì con này có hai tùy chọn cho anh em là sáng trắng và sáng vàng. Chóa 8 cm, tâm sáng này anh em gọi là sáng gom cũng được, anh em gọi là sáng đứng cũng được anh em nhé. Nếu mà gọi là sáng đứng thì nó chính xác hơn, gọi là ánh sáng đứng thì nó chính xác hơn, bởi vì sáng gom thì G9 này và A1 này, tâm sáng nó gọn hơn rất là nhiều, và F9 nữa, đó, 9802 nữa. Con này là sáng đứng thì đúng hơn, chóa 8, tâm sáng gọn anh em ạ. Chiếu rọi xa thì anh em nhìn rõ trong khoảng là tầm 300-400m ở chế độ sáng mạnh. Và sử dụng liên tục ở chế độ sáng mạnh, anh em có thể sử dụng liên tục là khoảng 8-10 tiếng. Đó, cái mã này thì em cũng đã test thực tế trên phiên live 8 tiếng rồi anh em yên tâm. Sáng mạnh trong khoảng 8-10 tiếng anh em nhé. Ở chế độ sáng tiết kiệm hơn của đèn anh em nhìn rõ trong khoảng là tầm 200m. 200m và sử dụng liên tục là tầm 12 tiếng anh em nhé. Tầm 12 tiếng, đó. Nhà SOS đầy đủ cho anh em luôn. Cái mã sáng trắng anh em bật liên tục là sáng mạnh này, sáng tiết kiệm này, và nó sẽ nhảy sang chế độ nhà SOS nếu mà anh em bật tiếp công tắc thứ 3. Còn sáng vàng thì sáng mạnh và sáng tiết kiệm này, nếu mà anh em muốn chế độ nhà SOS thì anh em phải nhấn nút nguồn giữ cho em khoảng vài giây nữa. Đó, thì đèn nó mới kích hoạt chế độ nhà SOS. Và chế độ nhà SOS của đèn sáng vàng thì nó nháy chậm hơn anh em nhé. Nó nháy chậm hơn, còn cái chế độ ánh sáng trắng của nó thì nhà SOS nó sẽ nháy nhanh hơn. Đó, sáng trắng và sáng vàng đầy đủ cho anh em nhé. Rồi, sáng mạnh, sáng gom, rọi xa tốt này, pin trâu, chống nước, đi mưa an toàn. Phụ kiện đi kèm đầy đủ cho anh em là cáp sạc, củ sạc và dây đeo cho đèn anh em nhé. Chống nước tốt, bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 cho anh em nếu mà sản phẩm có lỗi của nhà sản xuất. Và trọng lượng của đèn là 220g. Đó, thiết kế kích thước khá là nhỏ gọn, hợp lý cho anh em. Trọng lượng thì vừa phải 220g. Đội đầu thì rất là thoải mái anh em nhé. Phụ kiện đầy đủ và bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 cho anh em. Mã đèn là 6 thăng, anh em có thể tham khảo.